Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Anh Em Gái Thỏ nha. Hôm nay mình giới thiệu những cái mai đẹp nhất của chú Hai. Không, chị Phan chưa đẩy, nhà con chặt chưa đẩy đâu chú Hai. Để đó rồi từ trên này con đẩy. Chú Hai, cái cây đây bao nhiêu vậy chú Hai? Giới thiệu bán 2,5 triệu. Cái đây 2,5 triệu, mọi người quá đẹp quá. Mọi người xem cây mai 2,5 triệu. Cây đây 2,5 triệu, còn cây đây bao nhiêu, cây đẹp hơn đây nè. Cây đây 3,5 triệu. Cây đây 3,5 triệu nhân cây nhà. Nó cái cây đó cũng 3,5 triệu, nó ngang giá cây đây, mà cây này cái giá nó cao. Nhưng mà cái thằng đây nó tăng giá hơn. Cây đây là cũng 3,5 triệu. Đây là những cây mai cuối cùng của chú Hai nhà mình đây, chưa bán đây mọi người. Đây, cái đây là 3 triệu. Mọi người hãy chọn cho mình một cây nha. Dạ. Chưa, không có mém mỡ, không có mém. Chưa có đâu, chiều mới có. Hết. Chứ không phải niềm giờ á. Dạ, dạ chưa có. Dạ. Cây mai đang rất là đẹp nha mọi. Dạ. Còn cái chuyện chim xếp này hoài nghề tính theo không? Đâu, chim xếp là con cứ muốn gỡ cái là gỡ, muốn để đánh là để. Mai rất là đẹp nha mọi người. Để đánh là mọi người nhìn xem. Wow, cây này cũng đẹp hết đó. Cái này là chú tính tiền giá này. Để đánh là chú trừ tiền nước cho, để cái nước còn tầm thuốc cho chú, như vậy không? Cái đâu cũng giờ đó, trái gì cũng nó, không để đâu để. Đấy chú. Thế là nếu bình thường nó có cần thì xịt luôn, nó ám bệnh linh này quỷ đồ nó được ngay. Ở đây là toàn là những cây mai từ 2 triệu trở lên 3 triệu nha mọi người. Mọi người nghiếm đi. Xem đi mọi người ạ. Đây là nụ mai đi. Trông rất là dễ đẹp luôn. Mình lỡ mình làm cho nó không cây nhiều, nó đập hại bằng thuốc á. Nếu không thăng này không có mà ra thuốc mai sao mà đưa thì chú đi đường đường chở để chân đây đưa chứ mời chú Hai sợ con chị làng đi. Không đưa lúa ra chứ không nó qua nó lại. Cái gì trời? Tôi cột giò lại cho chết em mà tôi nó cũng phỉ người đó phật phòng và phở lên. À không, chứ mà không có không. Không mà đưa qua mất. Con có thi đảo rồi mẹ. Nó nói là nó dứt nó đi là thấy không thấy không tác là lại không. Mua bán nó vậy hay được nó không đi đâu đâu đâu. Cái ngày thường nói chứ phải bữa này. Bữa này mà tranh thủ nó bán được bán. Cái này đẹp quá mọi người. Cái này cũng 3,5 triệu nha. Rồi để giúp chị con tác đưa cho chú Hai. Con nói vậy không có yên tâm đi mà. Rau rau người ta không có. Nhiều của nó cái thì nhiều cái gốc của con gốc hoài đó, nếu mà ghép được là ngon lắm, ghép trời được rồi biển ngon lắm. Để mà làm dấu á, tên luôn cho bắt tên để nó ăn khỏe hỏi. Mai 3,5 triệu nè mọi người. Quay gần cái mai 3,5 triệu cho mọi người xem. Cái kia thì có 2,5 triệu mà nó nói chung là nó ít bông hơn nhưng mà rất là đẹp luôn. Để mình quay từ trên ngọn xuống cho mọi người xem cây mai 2,5 triệu nha. Chậu cứ đi mua chậu tàu lam với lao rồi. Bông mà bông đấy rồi. Mà đây đúng Tết luôn á mọi người. Đây, mai con khô em quăng. Rất là đẹp.